Alpha. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại thử thách Alpha mùa 2. Và trong tập hôm nay chúng ta sẽ chụp đồ ăn. Chụp đồ ăn thì mình cũng sẽ có khách mời rất là đặc biệt. Xin chào các bạn, và đây là anh Nguyên ạ. Mình là Nguyên Bùi, mình là food stylist. Hôm nay mình sẽ chụp đồ ăn với Tùng. Ok, đi thôi. Bình thường em nghe bảo là anh đi chụp thì sẽ có máy rất là to và studio và đèn rất là khủng, đúng không? Nhưng hôm nay thử thách của anh sẽ là một chiếc máy rất là nhỏ. Ở đây chúng ta sẽ có A7C và lens kit. Ngoài ra ấy, thì chỗ chụp hôm nay sẽ là đây. Nhà hàng thì hơi tối và không có nhiều đèn cho anh lắm. Còn để chụp cái gì ấy, thì đây. Đấy. Và đủ tất cả mọi thứ rồi. Anh bắt đầu trước nhé. Cố lên. Cảm ơn. Hôm nay chúng ta sẽ chụp ly cà phê trứng chứ. Vì mặt bàn hơi chán cho nên mình có hai phương án để đề ra. Một là sẽ mượn thêm quán một ít đồ. Còn trường hợp thứ hai là mình sẽ tìm một cái background nhìn nó có vẻ thú vị hơn. Lấy nét khá là đơn giản, mình chỉ cần chạm vào màn hình cảm ứng. Với màn hình xoay lật của A7C, mình cảm thấy là khá thuận tiện trong việc lựa chọn góc hợp lý nhất khi mình chụp food. Rồi, ok, bây giờ sẽ đến lượt mình chụp. Và để chuẩn bị chụp ấy, thì bước đầu tiên chúng ta sẽ cần order đồ ăn. 2 hours later. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ upgrade một tí. Mình có A6x6, mạnh hơn A6x4 lần trước. Và chiếc lens ưa thích của mình 2470F 2.8GM. Tại vì máy của Sony thì máy crop lắp lens full frame, máy full frame lắp lens crop thoải mái. Vậy là mình thích thì mình lắp thôi. Đấy, cuộc đời ra đây là tươi sáng hơn hẳn. Còn đây là đồ ăn rồi, nhưng mà để chụp được ấy thì mình sẽ chuẩn bị một vài thứ nữa. Một chiếc thớt và dao dĩa thìa. Bình thường ở các quán ấy thì các bạn có thể tìm một cái quyển menu như thế này hả? Thôi các bạn đặt xuống đây, nó sẽ trở thành cái hắt sáng cho các bạn. Các bạn sẽ thấy ngay cái sự khác nhau giữa việc có hắt sáng và không có hắt sáng. Việc này nó cũng sẽ dễ dàng hơn khi các bạn đi cà phê, các bạn muốn chụp ảnh trông là cho đẹp để cúng Instagram nữa. Mình hay mang theo một cái nhíp, thì cái nhíp giúp mình chỉnh sửa các chi tiết nhỏ trên đồ ăn nó dễ và nhanh hơn. Tại vì không phải nơi đâu thì cũng sẽ có một cái vật dụng gì để bạn có thể chỉnh sửa được. Với bất kỳ set đồ ăn nào mà các bạn gọi ở ngoài quán cà phê, quán ăn ý, thì các bạn đều có 3 góc chụp đơn giản nhất. Đầu tiên là góc từ trên xuống như thế này. Hai là góc 45 độ. Ba là các bạn có thể ngồi hẳn xuống như thế này để chụp góc kiểu ngang thẳng ở đây. Bình thường mình chụp đồ ăn để lâu thì nó sẽ bị khô. Đó là lý do tại sao mình cần một bình xịt nước nhỏ để cho đồ ăn nó giữ được độ tươi và nhìn nó hấp dẫn hơn. Với lại thao tác nó cũng nhanh. Có một mẹo nữa để các bạn có thể thêm vào gọi là một tí element ở trong tấm ảnh của các bạn. Nói chung là làm thế nào trông thú vị tí là các bạn có thể tìm mình lấy một cái ly như này, đặt trước ống kính. Tùng ơi, chân đổi lens. Thế mình nghiên cứu trước hết rồi. Hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn cho anh ý cái lens mà anh ưa thích. 90 macro. Rồi, quý lắm mới cho đổi lens đấy nhá. Hầu như ai chụp food á đều sử dụng lens macro là chính, thì mình cũng không ngoại lệ, mình thích lens 90 macro của Sony. Và mình thấy cái A7C nó vừa gọn nhẹ và có khả năng lắp được lens 90 vô và mình thấy hoạt động rất là chân chu. Thì một điểm thứ hai nữa là nó có khả năng truyền file trực tiếp qua điện thoại. Có thể mang review hoặc là gửi email cho khách hàng liền. Mình thấy A7C là một chiếc máy full frame, có thể lắp được tất cả những lens mình ưa thích, mà nó còn nằm trong một body nhỏ gọn. Mình nghĩ đây là một lựa chọn khá là ok. Với cái màn hình này thì các bạn có thể lật lên để các bạn nhìn cái góc như này nó dễ hơn. Và video đến đây chắc cũng là hết. Bọn mình đã đưa hết những cái tip mà bọn mình có thể cho các bạn rồi. Chúc các bạn sau video này sẽ ra quán cà phê chụp được nhiều ảnh xinh đẹp hơn, cúng Instagram thường xuyên hơn. Bây giờ thì xem thử xem ảnh của ai đẹp hơn nhé. Ok, và sau đây là câu hỏi đố vui của tuần này. Như trong video các bạn đã xem thì có thể chuyển ảnh từ A7C sang điện thoại bằng cách nào? Đáp án A, Wi-Fi. Đáp án B, NFC. Đáp án C, cả Wi-Fi và NFC. Đáp án D, không chuyển được. Các bạn hãy nhớ bình luận đáp án đúng ở trong phần bình luận của video này và like, share video trên Facebook ở chế độ công khai. Ba bạn có câu trả lời đúng và may mắn nhất sẽ được bọn mình chọn ra và gửi tặng những phần quà đến từ Sony Việt Nam.
Và đó, còn chần chừ gì nữa, comment ngay thôi anh chị em.